Trận đấu vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu dừng lại. Không hề có lỗi, mọi thứ vẫn được tiếp tục. Đội chuyền vào, còi không vào. Một pha bỏ lỡ còi rất đáng tiếc, vẫn còn không vào. Chúng ta chịu thất rồi. Một tình huống mà không còn gì phải nói nữa dành cho anh Đức Ibra. Và đây cũng là một trong những tình huống cuối cùng để chúng ta tạm thời khép lại với hiệp 1. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với những chân sút bên phía em Talent. Một pha bỏ lỡ chắc chắn là siêu kinh điển trong lượt trận buổi tối ngày hôm nay rồi. Không ai tạo áp lực, nhưng rồi cú đá lại đi lên trời. Quá đáng tiếc dành cho anh Đức Kiệp, và đây cũng là một trong những pha bóng mà anh sẽ khó ngủ trong buổi tối ngày hôm nay.